quá chưa mà đủ đủ rồi. Ủa gì vậy? Hết kênh hả? BBQ để đón Noel. Đây. Cô bếp chính là bạn áo xanh nha. Tên là Phương, là bạn thân của Hà đó. Là người thiết kế nhà cho Hà luôn. Còn đây là một gương mặt quen thuộc đó Phương. Thấy hoài vậy. Còn đây là chị cho em chút xíu giới thiệu của chị. Đây là bà xã của anh stylist trong phim Lật Mặt. Anna là stylist. Anna. À, tên Hằng. À, chị Hằng. Rồi. Đây, đây giới thiệu người. Quan trọng kém. Đây, mình giới thiệu. Xin chào các bạn. Hôm nay là Noel, chúc tất cả mọi người nhà nhà ai cũng có một đêm Giáng sinh thật là vui vẻ cùng với gia đình và người thân của mình. Chưa ai ăn hết rồi, phải lấy Hải ăn trước ta. Thú thiệt là làm nhiều giờ mà chưa được ăn, bây giờ mình phải có quyền mình ăn trước. Chết rồi, mình cho cái đội mà mấy ông đàn ông mà nướng ở ngoài này mình nghi là lúc mà mình ra là sẽ không còn cả thịt và không còn cả rượu luôn á. Để mình ra đây mình coi tình hình xem thế nào. Mẹ ơi, con quay được 2 video clip rồi đó. Mẹ ơi, con quay được 2 video. Con chào các cô chú đi. Con chào các cô chú. Con quay được 2 video clip ở trong tay luôn á. Nè, một video clip nè. Một video clip nè. 2 video clip. Không. Nè mẹ, một video đang đây là món quà Giáng sinh của Rio, video ngoan đúng không? Nè mẹ, nè, một clip nè, 2 clip nè. Trời giỏi. Bây giờ con coi clip này. Đây, qua đây coi. Nè, nè đi đâu cầm thịt đi đâu? Đi giỏi quá vậy. Nè. Rio. Rồi, coi đây là thịt nướng. Hôm nay là mình làm món thịt nướng kiểu Nga. Ôi, bà Hạnh, quên mời, Minh quên mời Hạnh qua rồi. Hạnh ơi, đi đây chơi Hạnh ơi. Còn đây là bạn Nghĩa. Đây là bạn đang dựng phim Lật Mặt 3 cùng với anh Lý Hải đây. Còn đây là ông xã của Hà Đinh. Đây là những người đàn ông đảm đang. Ăn đi con. Thịt này con mới thích nè. Nóng. Coi chừng nóng nha. Đây nè. Ui, gió quá. Gió quá trời gió luôn rồi. Cũng may là Sài Gòn còn có chút gió, nhưng mà không có đủ để có thể mặc áo lạnh giống như là diễn mùa Giáng sinh. Phải lấy thịt nước không nè? Lấy thịt nước không nè? Ơ hồi cho anh spaghetti đi. Xin lỗi Hạnh nha. Đây đây. Đây thịt nướng. Xin chào em nướng. Timothy Ho. Chị không biết đọc tên em sao luôn. Đây là Tony. Tony là đạo diễn hành động của phim Lật Mặt 1, 2, 3 thì là đạo diễn hành động. Chào bạn. Đó, mình bưng vô để bạn. Đây là điều hành sản xuất phim Lật Mặt đây. Đức. Hello. Chúc cả nhà Giáng sinh an lành vui vẻ nha. Nhà con nít quá trời luôn. Để chút nữa sẽ lên hội những bạn nhỏ. Đây là cái cây thông Noel mà hôm bữa. Món tráng miệng chưa có ăn mà đã dọn món tráng
hết cả nhà nha. Đi lên đây thăm hội những bạn nhỏ nha. Hội những bạn nhỏ trên này đấy. Ủa đi ôm đi ôm, mở cửa cho em đi chị. Đây ở trong người ta nấu chưa có xong mà mấy ngoài này ăn hết trơn. Biểu diễn đi, biểu diễn. Đây, đây rất vụ vàng nhờ, tụi mới á. Merry Christmas cả nhà, chào bạn Tân Nguyễn, chào bạn Nguyễn Hoàng. Chào con Luân Thanh, chào em, chào Trần Cẩm Lệ, chào em nha Đá Nhi, chào em Thanh Trúc. Nghe mọi người có đi đâu không? À thì ở nhà thôi, tại vì bốn bé lận cho nên là buổi sáng đã dắt đi chơi rồi. Còn buổi tối thì các bé vẫn phải ngủ sớm để ngày mai còn đi học. Bà ngoại nè, bà ngoại đang làm sân vườn, ngoại chăm sóc cây, ngoại thích chăm sóc cây. Chào bạn ngoan tận, thì chào em Mai Thảo Nhi. Mình thật có lỗi nhưng mà mình cứ livestream mà lại không vào bếp phụ như Thank you.
Để đây em tính cái hàng đi. Đấy, đúng vậy, đúng vậy. Rồi để mẹ lại cho em kìa, đẹp đẹp đó. Rồi thôi, bây giờ Hà ao đây để cùng gia đình chuẩn bị Giáng sinh. Chúc cả nhà một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ nha. Merry Christmas, bye bye.